đừng có giỡn nha cưng. Biết còn ba bụi mi vô đi đụng rồi đó sâu đó đừng có giỡn. Hello. Sao đâu? Rồi đi vô gạch thôi. Giờ nó đi sao Vũ lợi nước chơi. Đây anh thay ớn vô gạch đi không có lo, gạch thì cái nước bình nước nó ngang nhau hết. Cái này là nó tùy mức. Xuống đi giấu. Đây là cái gì cái hòn hay gì? Đây là cái cồn. À cái cồn. Cồn mà có tên không? Cồn lát anh ơi. Nhưng mà ở trên này nó có mấy cái nhà của ai ta? Lên. Quá gì chú Hiếu kìa. Đùa. Chơi dân 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 chân phèn cho nên ra chơi không. Không, giật kiều chân phèn đéo có sợ nào đồ. Chơi lát luôn đồ. Dân sông nước mà. Ở đây đất nó bồi ha, nó đẩy nó bồi lên mấy cái cồn nè. Trời nó cột tụi nó chơi kìa, đó thấy không? Có người kìa. Đùa mà sâu nha. Liệu vậy? Sâu chứ. Rồi, tới đây rồi. Rồi. Quay phim cắt chữ đi. Rồi, đó, vô, vô, đó, đó. Rồi, rồi. Rồi đó, rồi đó. Mổ xong. Sâu là mà sâu. Mấy cái chỗ mà người ta dậm á, lên bước hụt chân. Rồi, rồi. Để, rồi, đến nha. Đây à. Nè, ông Vũ nè. Hello, xin chào. Bà xã mình. Nè, bác cầm nè. Có. Ủa sao anh biết được hay vậy? Rồi, rồi, tắt cái nha. Rồi, bye bye. Vậy hả? Lộn rồi, đập lộn cái gì?
đặt cái máy đâu á quay. Chút anh xuống anh cầm nó ra chim luôn à. Đặt, đặt cái máy là nó trong trên nó nhảy đó. Kiếm cái gì á chắc chắn đặt cái đó. Chỉ cho xin đặt cái chừng ra. Đó. Đó. Hôm nay thì chị ra, nay tiền con nước rồi. Nước nay nhiều. Nước nhiều. Nước ít đó thì nó lên. Nhiều nó trốn mẹ luôn hết rồi. Hay là bên kia không? Nó chập theo bên kia mấy ông bò bển không? Bò bển đi. Hả? Người ta hò xịt vô đi, người ta hò sâu không em gọi được mà. Ra đu cồn tắm rồi. Dạ. Tắm đi thôi, tắm đi xuống tắm mẹ đi nè, để ra đu cồn rồi ra đu nó cạn mút ngoài luôn. Dạ. À, chỗ này hả? Ủa chứ chỗ nào hôm trước là đủ nhiều đó mày. Nè nè, ra nè, cồn nè. Chỗ đó hôm trước mò xuống là có liền, còn có liền. Gì vậy? Có hả? Không thấy đường gì hết. Chào Phạm Quốc Lâm, đi về quê của thằng Hiếu nè. Ở Trà Lại nè, sáng giờ đi vô vườn cái trái cây của nó, rồi bây giờ đi ra bắt cá bắt ốc về nhậu. Chỗ sông Tiền nè, Trà Lại nè. Tiền Giang hả? Tiền Giang. Đúng rồi, con gì con chêm chép thôi, con gì mà ngon lắm, con nó nặng nước ngọt, nó tự tự giống như con gì đó, giống như chêm chép gì đó, không biết là con gì, rất là ngon. Nhưng mà mới gỡ lưới một đống đồ ăn nè, tôm mà thấy nửa vỏ tôm nửa ghê chưa. Ủa quên con mất rồi. Thấy không? Nè, tép nè, nửa thùng, cá bóng nè, đó. Đó nè. Không có hả mày? Đúng rồi. Giờ mò hến đi. Con hến. Có không? Nhỏ vậy trời. Có nhiều quá vậy đó. Hay cùng hết rồi, nhiều quá.
Hả? Em thay đồ cái nha. Đồ quá. Tao tao lại chim á, đồ quá. Có không? Mấy con trước hả? Đâu đây coi coi. Ồ, con này là con ốc mãi mà. Hến, đây gọi đây là hến. À, con hến nè, nhỏ 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 vậy. Hồi nó về mình luộc, mình... lấy nước hả? Không, mình nấu nấu lẩu hoặc là mình bác, nấu bánh canh cũng được. Ờ. Bác xài cái camera sau rồi. Thì đúng rồi. Bỏ đâu, bỏ đâu, bỏ đâu, kiếm gì bỏ. Bên trong đó thì chung với lại nhóc chân là xuống đây là mò xuống là dính à. Đồ bá tụi này công tử quá, đứa nào nó cổ áo ra đầu nó đang trắng bóc à. Mò xuống là anh em cứ đưa tay xuống là coi đủ mắt. Ê Vũ, mày làm sao mà cái máy này rớt đất luôn á, đồ há tao tức cười. Cứ đưa tay xuống bóp bóp là gì dính đó à. Nè mò hến nè quý vị. Bữa nay mò hến đi nấu bánh canh hến để được sư Vũ cũng mò dính rồi nha. Cứ lòn tay xuống bóp là dính à. Đó, ngay cồn rồi, ngay cồn hến rồi. Xuống đi. Để đâu? Đục vô cái chỗ tôm đi. Vũ lai rồi Vũ. Lai. Không có không qua. Cầm cho khéo đó, coi chừng rớt đấy. Trời ơi, cứ lòn tay xuống là dính, lòn tay xuống là dính nè quý vị. Đó, mọi người mò chừng ký thôi. Ký là nhảy rồi. Ừ, bằng ký là xỉu rồi, ăn xỉu luôn á. Nè nè nè, ờ, con đó đó, con đó hôm trước đó, con đó hôm trước á. Này là hến 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 thành tinh nè. Vậy hến đâu? Con nó sò cái gì đó hả? Tem chép gì đó. Trời ra mới được. Em cứ đưa tay xuống bóp cái là dính ra. Cái cồn nó là vậy đó, gọi là cồn hến, người ta bắt quá trời kia là. Đó. 50% đó. Nên là sư Vũ là chơi lớn luôn. Đồ chơi. Một thằng Việt kiều nghèo khó thất nghiệp chạy về Việt Nam, còn một thằng thì là luật sư cũng thất nghiệp. Ờ. Không có việc, có bằng việc làm rồi đi mò hến bắt ốc rồi về sống tạm qua ngày. Cứ đưa tay xuống là quý vị bóp bóp cái là dính vào đó, anh Vũ lên con cái đang thấy không? Đâu nó sai đâu. Nhưng mà lựa con nào lớn lớn lấy, con nào nhỏ thả lại cho nó lớn lên cho tan tiếp chứ nhỏ quá gì đó, thật có thịt. Cứ đưa tay bóp là dính. À, bóp bóp là dính. Thấy không? Nãy giờ đi mò đi kiếm đúng cái chỗ nó mới được. Đây là em đi mò chấm chép nha. Có không? Ngay dưới cồn hến mà đi mò chấm chép, ông này không biết là ngược đời. Mò đưa tay cũng là dính, đưa tay. Đó, phải mò dính là mò là dính là cả nhà ơi. Chụp cũng. Ở dưới đây đâu mà nhìn nữa. Cầm vậy giúp mò luôn, mới cầm chạng mà thì đồng ý thôi rồi. Lần đầu tiên luật sư Vũ làm chuyện đó. Thôi mình là vô đói rồi. Con này bự nè, con mập nè. Đâu thấy anh Vũ anh trắng tư luôn cả nhà. Em tại vì em thiếu nắng, về em phải phơi nắng. Nhiều tại bên đó là em phải mua vitamin D uống em mới cầm hả? Đồ toàn là dân công tử, dân công tử không à. Đây nè, mỗi đây con. Lãnh lại tốn tiền đi mua vitamin D, về đây khỏi tốn tiền. Khỏe. Trời ơi, tôi còn chỗ tôi mò mà không biết bao nhiêu con mà nói lắm. Đó. Cứ thò tay xuống chụp là dính, thò tay xuống chụp là dính. Để coi ảnh ra ảnh ngồi như thế. Ổng đang kiếm, ổng đang kiếm chèm chép á. Lặng kìa. Ông đó là sư phụ rồi. Ở đây đó. Ông quên hiếu vui quá không rồi. Xuống bắt rồi còn bắt trơn rồi. Ôi, em con này nó bự bằng
Ở đây khổ lắm, có vàng ở vàng á. Ông biết mấy ông trong đó, mấy ông mò hến, mấy ông bán đó. Ở đây là một ký hến là 20 ngàn đó nha. Mấy ông đó là mò bán đó. Ký 20 ngàn, mấy ông làm. Con mò, con mò cũng bự á, trăm ký á, ngày á. Bự không à? Đỡ. Ôi, con nào cũng bự anh, bữa nay con nào cũng bự nữa. Bồn mà. Ông cứ thò tay xuống ông bóp bóp cái là dính à. Ở đâu vậy là sư Vũ? Ở cái bè quê của anh Hiếu nha cả nhà. Cái bè Tiền Giang. Ở cái bè Tiền Giang. Quê của anh Dương Hiếu. Đây là lần sư Vũ về đây là quên chuyện đời đó. À, xả xì chiếc. Mò ở dưới nó cũng mềm mềm. Có không mò, có không mò. Ở đây không hả? Mò nó cũng mềm mềm. Mềm mềm, xinh nó mềm mềm. Mò có gì không? Nói dễ hiểu, dễ hiểu lầm. Hến rồi chứ đâu có gì khác. Ở mình mò chưa đúng cái ổ á. Chứ mình mò đúng ổ trên chép chỗ nào. Mò đúng sâu lắm, đâu có lặn được. Bữa nay nó ấy rồi, bữa nay nước nó sâu quá, nước lớn quá. Hôm nước cạn á là dép dép nhiều lắm, nay nước lớn quá là chỉ có hến thôi. Kiếm chừng 1-2 ký về đầy cái vỏ rồi. Này được rồi. Tép nữa. Trải nghiệm cho biết người dân ở đây. Đúng rồi. Sướng họ khổ cỡ nào. Miền Tây sông nước thì cái ăn khỏi tính rồi, không có nói nữa. Hồi nãy con cá ngát hồi nãy là cũng phải tệ lắm, cũng phải 2 ký á mày. Gì con cá phải 4 ký. 4 ký hả? 4 quá trời bự luôn. 2 ký không? Còn tôi cũng nói đi kiếm con cá 8 ký để em cầm á thôi, nay ăn cá lớn ăn cá nhỏ thôi. Ăn cá nhỏ vừa thôi, cá bự quá rồi giờ cũng thịnh. Lắm đó, kiếm con cá gì 8 ký đại không? Nó thần tinh rồi mất công phiền á. Ở mà 8 ký rồi hồi xuống cái mương con này. Cái bè nha cả nhà. Cái bè Tiền Giang là quê của chú. Thôi nắng quá bà ơi, thôi tạm ngừng cái like đi đi. Ô mẹ chịu không nổi. Không lá nó mát. Lá rồi đi rồi. Lá rồi đi rồi. Nó lá này nè, nó lá lội cho mát. Rồi vô. Đây nó mát nha. Đưa cho đại đường mượn cái nón nha, có bắt cầm không? Lấy cái nón này ra. Rồi cho ngồi cái nón này nè. Rồi. Ủa nãy giờ tao hả? Nãy giờ con nói là dùng cái đẩy chỗ bác nè. Do đây thứ hai là loại tình với bài ăn. Đông cái mình bắt tiền cái đó mình bắt gốc. Trắng gì là trắng thế. Ôi ơi, đó con này bự quá. Lần kia đầu tiên tôi tới làm chuyện đó. Cái sáng đi chợ tôi mua chừng 5-6 ký cho bị đủ mà tôi đem để dưới cái hồi tôi nói là bắt nhóc. Nó chơi đồ thật chuyện thật chứ anh ơi, con này nó quá. Bắt thì con thấy lâu quá. Nó mới chứ. Cái này mình thấy cái rổ mà thưa thưa gì mình múc được không? Sàn tới cái cào á. Nhìn chuyển chiêu mò. Này con hơi to đó. Chuyển chiêu mò hết đây tội không? Làm gì vậy? Có cào á, có cào mình á. Cào á, cào biển á, mình cào cào nước ngọt. Đang mò nè cả nhà mình đó, em cứ thò lên em bóp bóp là dính rồi. Nó móc cái gì vậy? Cá kèo hả? Cá kèo hả? Kèo kèo nó ngọt. Tại vì mấy ông thiếu nắng. Ngoài kè biển nuôi. Còn mình kèo nó ngọt. Phải nắng bù lại chứ bên đó là một tháng là uống hết hũ vitamin D3 đó, biết nhiều tiền mà đó. Tao nói rồi bạn đủ mấy cái này chân phèn mà được. Nhà quê chứ bắt không mình mất gốc. Đứng một chỗ thôi mà coi như mà bắt được quá trời luôn hả?
cũng chở ra đâu cần làm gì nhiều đâu. Nãy giờ mất công đi vòng vòng. Dạ, mấy ông muốn quay phim không? Cảnh mấy ông bắt kìa, bắt cá bắt kèo à. Để ông quay kìa. À đây là cảnh đi Vũ thẳng quay mấy ông kìa. Kìa, kìa. Đi hai ông thẳng quay đi chứ. Nước này là thấy đục chứ phù sa chứ không dơ gì đâu nha. Rồi cái nước này là coi như là cái mà nước này là coi như là phân bón tự nhiên nữa. Cái này ngồi chơi mà bò dưới này cũng dính bà bá cũng dính rồi hả. Bụng một thò tay xuống bóp cái là ăn bụng mà. Vậy thôi đó. Hồi nước ra vườn mà bắt sóc bắt thấy rau mà đã không nhiều quá. Đâu vẫn nguyên bầy lủng chủm ô mò cua bắt ốc. Ok cũng vậy thôi, để tạm dừng cái đây đi ha. Ok nói chung là nguyên một đám mà coi như là Việt Kiều Trưng Phèn về đây mò cua bắt ốc ha. Vui quá trời là vui. Ok vậy ha.